Nhằm tăng cường trải nghiệm cho du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình City Tour miễn phí. Theo đó, khách du lịch muốn khám phá thành phố Đà Nẵng sẽ có cơ hội trải nghiệm chương trình City Tour miễn phí từ nay cho đến ngày 28 tháng 4 năm 2021 với lộ trình khám phá Chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, cầu Tình Yêu, cầu Rồng Đà Nẵng, danh thắng Ngũ Hành Sơn và trải nghiệm sản phẩm lưu niệm. Chương trình bao gồm xe đưa đón tận nơi, khởi hành lúc 7:30 đến 8:30, đặt lịch trước 17 giờ hàng ngày. Thông qua chương trình nhằm góp phần thu hút khách nội địa trở lại với Đà Nẵng trong hành trình du lịch của mình trong năm 2021.